tại trụ sở bộ công thương bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh đã có buổi làm việc với bà doris leuthard ủy viên hội đồng liên bang bộ trưởng phụ trách môi trường giao thông năng lượng và truyền thông thụy sĩ tại buổi tiếp bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh vui mừng đón tiếp bà doris leuthard ủy viên hội đồng liên bang bộ trưởng phụ trách môi trường giao thông năng lượng và tuyên truyền thụy sĩ và cộng sự đã có mặt tại việt nam để tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, Bộ trưởng mong muốn chính phủ Thụy Sĩ tiếp tục dành sự quan tâm cho Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển năng lượng, năng lượng tái tạo, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, các vấn đề xuyên suốt nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát biểu tại buổi tiếp, bà Doris Leuthard khẳng định mối quan tâm sâu sắc của các doanh nghiệp Thụy Sĩ với thị trường Việt Nam và mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư tại Việt Nam. Bộ trưởng Doris Leuthard khẳng định Thụy Sĩ luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực và nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, nhất là khi hiệp định thương mại tự do Việt Nam với các nước trong khối EFTA gồm Việt Nam, Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tại phiên đàm phán mới đây, khi hiệp định này có hiệu lực, quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam và Thụy Sĩ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.